I've got a mistletoe in my hand, and the boys are lining up for my kisses off for one special guy. Hello, xin chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để có được một cái makeup look như thế này để đi chơi Noel. Và chỉ sử dụng những sản phẩm giá bình dân thôi. Trong đó có cái bảng mắt này là makeup của Revolution mà mọi người đã yêu cầu mình rất là nhiều luôn. Cho nên nếu như mọi người muốn biết làm sao để có được một cái makeup look như thế này thì hãy xem tiếp video nha. Hiện tại thì mình đã nhuộm da xong rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu makeup luôn ha. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn và làn da, tình trạng làn da của các bạn, nhiều khuyết điểm hay là khuyết điểm thì các bạn có thể sẽ chọn kem nền hoặc là cushion, hoặc là không dùng kem nền cushion mà chỉ dùng kem chống khuyết điểm thôi, thì đó là tùy ở mọi người. Còn mình thì mình sẽ dùng cushion để cho có một cái độ che phủ trung bình và có thể làm đều màu da một cách tốt nhất. Thì da của mình dạo này bị nổi mụn ở trên trán khá là nhiều á, cho nên là mình sẽ dùng cushion, chứ bình thường mình không có dùng nền đâu. Bây giờ mình làm video cho các bạn xem thì mình mới dùng nền thôi. Thì mình vẫn dùng nền của Innisfree. Cái vỏ này là cái vỏ kiểu Noel, nó nhìn dễ thương ha, rất là lã hội luôn. Đó, mình sẽ dọn lên. Cái cushion này độ che phủ nó chỉ ở mức trung bình thôi đó, chứ không phải là che phủ quá cao. Cho nên là mình thấy cái loại cushion này chỉ dành cho những bạn da ít khuyết điểm và có da kiểu da thường á, chứ không phải là da dầu nha. Tại vì mình thấy cái này nó không quá ẩm nhưng nó cũng không quá khô, nó sẽ hơi bóng nhẹ vừa phải, cho nên là nếu như dùng ở Sài Gòn á, thì có thể sẽ bị đổ dầu. Cho nên nếu như các bạn dùng cushion của Innisfree á, thì nhớ là phải phủ thêm phấn để cho nó được lì và lâu trôi hơn nha. Còn da của mình là kiểu da khô á, cho nên là không có đổ dầu nhiều, chủ yếu chỉ đổ ở vùng mũi thôi, cho nên cũng không thành vấn đề gì. Với lại bây giờ cũng đây là mùa đông rồi, thời tiết rất là lạnh cho nên chẳng bao giờ bị đổ mồ hôi hết á, nên mình cũng không phủ phấn luôn. Nếu như các bạn hỏi mình là loại phấn nào giá bình dân mà dùng ok, thì mình sẽ để hình ở đâu đó gần đây, mình ở đây đi. Mình sẽ để hình cho mọi người xem. Thì hồi xưa mình có dùng phấn cái dòng No Sebum Powder thì phải, của Innisfree luôn á. Cái dòng đó thì dầu khá là ok và kiểu phấn nó cũng mịn nữa, giá cũng rất là bình dân, không có phải là cao quá. Và Innisfree cũng có store ở Việt Nam nữa nên mọi người rất là dễ mua. Mình sẽ đánh luôn lên vùng mắt để tí nữa khỏi phải đánh kem đốt mắt. Đây là khuôn mặt mình sau khi đã dặm xong lớp cushion, thì mọi người có thấy là nó đều màu hơn hẳn không? Mà nhìn nó cũng rất là tự nhiên, giống như là da thịt của mình á, chứ không phải bị quá dài giống như là dùng kem nền á. Cho nên đó là lý do mình rất là thích dùng cushion. Và mọi người nhớ đánh thêm phần ở dưới cổ cho nó tiệt màu nha. Mình chưa đánh giờ mình mới đánh. Màu mình đang dùng là màu 23. Thì kiểu như mặc dù da mình trắng nhưng mà mình lại không thích da trắng quá. Cái mặt mình không biết tại sao lúc nào nó cũng trắng hơn cái tay. Mọi người có thấy không? Bình thường là cái tay thì trắng hơn cái mặt đúng không? Nhưng mà cái mặt mình là trắng hơn cái tay. Cho nên là mình nhiều khi mình không có trang điểm nhưng mà mình vẫn sợ mọi người nghĩ là mình đang trang điểm. Tại vì mà trang điểm không đẹp á, ý là tại vì cái mặt nó bị trắng hơn cái tay á, thì nó kỳ lắm luôn á. Cho nên là mình lựa màu nào mà tiệp với màu da nhất có thể, thậm chí là tối hơn nửa tông để cho nhìn tổng thể nguyên da cơ thể của mình nó đồng đều hơn á. Đó, thì mình mua màu 23. Xong phần nền, bây giờ mình sẽ che khuyết điểm một chút. Thì cái phần kem che khuyết điểm á, nó sẽ có độ che phủ cao hơn một chút cho những phần mà bạn cần độ che phủ cao hơn. Ví dụ như những nốt thâm ở trên trán mình nè, ở những cái nốt mụn đốm nhỏ nhỏ thì mình có thể dùng kem che khuyết điểm và mình có thể làm sáng cái vùng thâm vùng mắt này và hai bên khóe mũi. Thì cái loại kem che khuyết điểm mình luôn sử dụng từ đó tới giờ, nếu như bạn đã theo dõi mình đủ lâu thì mấy bạn cũng biết là mình chỉ dùng cái này là Cover Perfection Tip Concealer của The Same. Cái loại này rẻ thiệt sự luôn á mà cực kỳ xịn, kiểu như mình thấy cái chất kem của nó rất là đặc, vừa phải và dễ tán, độ che phủ cũng cao và cũng giữ được khá là lâu, cho nên là mình rất là thích dùng cái này. Thì mình sẽ chấm nhẹ một vài điểm ở cái vùng quần mắt. Mọi người chấm xuống chút xíu như vậy thì mới là vùng quần mắt nha, chứ đừng có chấm sát mắt mình quá nha. Đó, cái vùng này chấm mình sẽ chấm chút lên trên trán để sáng lên mũi này, nhất là hai vùng cánh mũi.
là những vùng mà mình hay bị đỏ, với lại những cái chỗ bị thâm thì mình cũng sẽ chấm vào một chút luôn. Sau này mình sẽ lấy mút mình tán ra. Cái này là bông mút của Real Techniques, thì mình thấy cái này rẻ, chất lượng ok, và kiểu như tán cũng dễ, và nó không có bị hút quá nhiều sản phẩm á, và nó mềm, dễ tán. Mọi người thấy không, mình chỉ dặm một chút xíu thôi là nó tan ra liền luôn. Mình sẽ lấy cái bông mút này mình tán lại một lần nữa tổng thể cái nền của mình luôn cho nó tiệt vào da. Mình thấy được chưa? Thì ở đây mình có ba loại kẻ lông mày để giới thiệu với mọi người. Ba loại này giá thành rất là ổn, rất là bình dân và chất lượng cũng khá là tốt. Xét theo thứ tự giá từ thấp đến cao thì mình có chia sẻ. Cái loại này là mọi người có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, như là những cái tiệm bán đồ trang điểm hoặc là kệ Mỹ đều bán cái này, giá chỉ khoảng từ 25 đến 35 ngàn thôi. Thì cái loại này có màu nâu với màu đen thì phải, cái này mình không biết nữa. Kiểu như là mọi người sẽ gọt cái đầu chì này nè, mọi người sẽ lấy cái dao rọc giấy, mọi người gọt cái đầu chì này đi, xong rồi mọi người sẽ phải sợi lên trên lông mày. Thì cái này dành cho những bạn nào kẻ lông mày chuyên nghiệp hơn một chút thì sẽ dễ kẻ hơn, tại vì nó cần khá là nhiều công sức một chút á. Còn dễ kẻ hơn thì có hai loại này, một loại là loại chì đầu vát, có cả đầu chải và cả đầu chì luôn. Thì cái này là của The Face Shop, thì cái đầu nó bán sẵn như vậy, rất là dễ kẻ cho những bạn mà mới tập make up và kiểu như là mới bắt đầu á, thì cái loại này là dễ kẻ nhất, tại vì thao tác rất là dễ và còn có đầu chải sẵn cho mình nữa thì rất là tiện lợi để mình tán lông mày ra. Cái loại này của The Face Shop là dòng Designing Eyebrow Pencil, có tổng cộng là 5 màu nếu mình nhớ không lầm. Thì những cái màu đó cũng rất là phù hợp với lại tông da châu Á, màu nâu xám nè, màu nâu đen, rồi màu nâu vàng, rất là nhiều màu. Thì các bạn có thể lựa chọn tông màu nào phù hợp với lại tóc và mặt của mình nhất. Và là kẻ lông mày cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với mọi người là của Colourpop. Cái này là dòng Brow Boss Pencil màu Light Brown. Thì cái này cũng có cả đầu chải và đầu chì luôn. Thì cái đầu chì này nè, nó là cái đầu bút mảnh, cực kỳ mảnh luôn. Đó, thì cái loại đầu mảnh như vậy á thì rất là dễ thao tác, nhưng mà có điều xài sẽ rất là hao. Và cái này là loại mắc nhất trong cả ba, thì có giá là 5 đô, tính ra phải hơn 100 ngàn Việt Nam lận. Còn cái shop sách tay sách về bán chắc cũng phải 150. Nhưng nếu mà các bạn cancel mà mua được thì có lẽ sẽ rẻ hơn. Và như bình thường mà mình xài á thì mình hay xài The Face Shop nhất, tại vì make up hàng ngày mình cần cái gì đó nó nhanh gọn lẹ và nó thao tác dễ một chút, cho nên là mình hay chọn cái này. Thì hôm nay mình sẽ dùng màu số 5, là một màu nâu khá là đậm. Mọi người thấy cái nét nó cũng mạnh lắm đó, màu lên cũng rất là đậm cho nên dễ kẻ. Bây giờ thì mình sẽ kẻ lông mày nha. Bình thường lông mày thì có rất nhiều cách kẻ, có khi các bạn có thể sẽ kẻ một cái viền khung ở phần trên một đường, ở dưới một đường trước, rồi các bạn sẽ tô ở phần trong, hoặc là các bạn có thể phải sợi theo cái khung chân mày, hoặc là các bạn có thể sẽ vẽ phần đuôi trước. Còn mình thì mình chỉ tô vào kiểu như những cái phần mà mình bị thiếu lông mày thôi. Tại vì như các bạn nhìn thấy, lông mày của mình khá là đậm và đen sẵn rồi, cho nên là mình không muốn kẻ quá nhiều. Mình chủ yếu kẻ phần đuôi, tại vì phần đuôi của mình hơi bị cục, nên mình kẻ phần đuôi cho nó dài ra hơn chút xíu. Thì đó, cho nên là mình sẽ làm cho mọi người xem nha. Vậy là xong phần lông mày. Bây giờ mình sẽ làm phần mắt nha. Thì đây chính là bảng mắt của mọi người yêu cầu mình nhiều nhất luôn. Từ cái lúc mà mình đăng cái video ho thì mọi người đã yêu cầu mình làm make up look với lại cái bảng mắt này rất là nhiều. Mình nghĩ là một phần do cái bảng này giá tiền rất là bình dân, và cái màu của nó cũng dễ dùng, giống như là những cái màu hồng cam này rất là dễ thương. Mọi người có thể mua về để tập trang điểm hàng ngày cũng được, chỉ cần dùng một hoặc hai màu thôi là cũng ok. Nhưng mà chỉ có là mình thấy những cái màu này á, nó không có nhũ nhiều lắm, giống như là cái nhũ của nó khá là mịn chứ không phải là nhũ to. Mình thì mình thích nhũ to, cho nên là mọi người có thể sử dụng bảng này để tập trang điểm từ từ cho nó quen cũng được, kiểu vậy á. Nhưng mà được cái là bảng này giá rẻ và dễ mua, cho nên là tông màu cũng tươi sáng, nên mình thấy là cái bảng này vừa có thể dùng để đánh mắt, đánh phấn má và dùng để tạo khối luôn, thì khá là tiết kiệm đúng không. Cho nên hôm nay mình cũng sẽ chỉ dùng bảng này để đánh mắt, đánh má và tạo khối vậy nha. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu luôn. Nhưng mà chỉ có một điểm trừ là cái bảng này không có gương, cho nên mình phải xài một cái gương khác. Mình sẽ dùng một cây cọ tán phấn mắt. Cọ này là của BH Cosmetics nha. Mình sẽ chọn một cái màu nâu nhạt như vậy. Mình sẽ tán nhẹ lên khắp bộ mắt để làm cái màu nền. Thì cái phấn này á, mình thấy màu lên rất là đậm, nên mọi người không cần lấy quá nhiều đâu.
Nhưng mà cái phấn, cái bụi phấn á, lúc mà tán ra nó bay rất là nhiều. Như là lúc mà mình lấy phấn á, bột ra rất là nhiều luôn. Tuy nhiên á, thì lúc mà đánh lên trên mắt á, cái phấn đâu có bị rớt xuống mặt, cho nên là không có vấn đề gì nếu như mà các bạn trang điểm mắt sau khi đã trang điểm nền hết. Cho nên là mọi người yên tâm ở các bạn đó nha. Tiếp theo mình sẽ dùng cái màu này để mình đánh lên nguyên cái màu mắt này luôn. Mình dùng một màu nâu đậm chỉ đánh tập trung ở phần đuôi mắt và mí mắt thôi. Mình dùng màu nhũ trắng sáng để đánh vào phần giữa bầu mắt giúp mắt trông to tròn hơn nha. Sau đó mình dùng chiếc cọ đầu hơi to tròn để tán đều hết các màu mắt lại với nhau. Bây giờ mình sẽ kẻ eyeliner. Thì cái phần này là tùy mọi người nha. Ai mà thích kẻ eyeliner thì kẻ, không thích thì thôi. Tại vì mình thích kẻ cái kiểu chút xíu đuôi thôi á, để cho mắt nó dài và nó to tròn hơn một chút. Tại vì mắt mình là dạng mắt hơi xích, nên mình sẽ không kẻ lên mà mình sẽ kẻ ngang hoặc là kẻ chúi xuống chút xíu. Thì như vậy thì mắt mình sẽ hiền hơn chứ không có bị ác. Bây giờ mình sẽ tạo khối mũi và tạo khối bên cằm xíu. Thì ở trong cái bảng này mình thấy hai cái màu này là hai màu mà mình có thể sử dụng được. Tại vì nó không có nhũ và nó lì hoàn toàn, nên mình sẽ mix hai cái màu này lại để tán lên trên sống mũi. Mọi người nhớ lấy phấn nhẹ thôi nha, tại vì cái này lên màu đậm dữ lắm luôn á. Mình sẽ tạo khối chủ yếu ở cái chỗ hõm này nè. Thì nó sẽ hóp cái chỗ này của mình lại, hóp cái phần đầu mũi lại nè, thì nó sẽ cao hơn. Thật ra là mình rất là muốn đi sửa mũi luôn á, nhưng mà vẫn còn hèn quá, sợ đau. Và cho nên là không, vẫn chưa có dính đi sửa. Mình rất là muốn sửa luôn. Đó, bên này là tạo khối rồi, mọi người thấy nó khác không? Nó cao hơn hẳn luôn á. Xong, tạo khối mũi, bây giờ mình sẽ tạo khối qua phần cằm. Mình sẽ dùng một chiếc cọ nhỏ như này. Mình sẽ cọ như vậy, mình sẽ tán ở phần bên xương quai hàm như vậy. Mình cũng sẽ dùng lại hai cái màu mà mình tán sống mũi luôn. Cuối cùng tới phần má hồng thì mình sẽ dùng hai cái màu ở trên này nè, hai cái màu hồng nhạt ở trên này nè. Mình sẽ nhẹ mix hai màu đó nhẹ thôi nha. Rồi mình sẽ tán ở phần má. Tán nhẹ thôi, tại vì hôm nay phần mắt mình đã đánh quá đậm rồi, cho nên là mình sẽ đánh phần má nhẹ lại. Nó tán đều cho nó tan ra thì nó sẽ đẹp hơn. Thì mình sẽ dùng một cái cọ fluffy, một cái cọ đầu tròn như vậy. Mình sẽ lấy cái màu trắng nhạt này. Trời ơi, bụi phấn mềm lắm. Mình sẽ tán nhẹ ở phần đầu mũi để cho nó highlight lên. Vậy thôi. Cuối cùng là son. Thì hôm nay mình sẽ dùng hai cây son, hai màu đó chính là màu A06 của Black Rouge và màu 909 của 3CM. Mình sẽ mix hai màu này lại với nhau. Đầu tiên mình sẽ đánh A06 trước. Màu này xinh dã man luôn. Sau đó mình sẽ dùng khăn giấy mình bọc lại cho nó bớt đi cái độ bóng và cái độ mờ. Dùng tay mình tán ra. Thì cái màu nó hơi cam nên mình sẽ dùng 3CE 909, mình đánh đậm đè lên. Mọi người nhìn mình dùng gần hết cái tay này rồi. Vậy là xong rồi.
À, đó, makeup của mình đã xong rồi. Mình mong là mọi người đã thích video lần này. Nếu như thích cái makeup look lần này thì hãy like và subscribe để ủng hộ tinh thần của mình nha. Nếu như các bạn nào làm thêm makeup này của mình thì đừng quên tag mình ở trên Instagram nha. Instagram mình sẽ để ở đây. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bật mí video lần sau sẽ là video squat son đó. Bye bye.